Đây là chương trình phát thanh thành phố Đông Hà. Đây là chương trình phát thanh thành phố Đông Hà. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự tổng hợp của thành phố Đông Hà. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Đông Hà phấn đấu thu thuế vượt chỉ tiêu kế hoạch và bài Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thành phố Đông Hà nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Chuyên mục môi trường và đô thị hôm nay, phóng viên chuyên mục có nội dung phỏng vấn hội cựu chiến binh phường 1 tham gia xây dựng góc nhìn đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Trước hết, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đông Hà đã huy động các nguồn lực, đầu tư xây dựng thành phố trở thành đô thị năng động, phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại 2 trong thời gian sớm nhất, từng bước trở thành thành phố thông minh và đô thị tăng trưởng xanh tiêu biểu. Trong tiến trình vươn lên để trở thành đô thị loại 2 trong tương lai gần, dù đã có rất nhiều nỗ lực, mang rất nhiều khát vọng, thế nhưng Đông Hà vẫn đang gặp nhiều khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng một đô thị xứng tầm có vai trò động lực trên hành lang kinh tế Đông Tây. Một trong những thách thức đó chính là xây dựng đô thị Đông Hà thực sự xanh, sạch, đẹp, văn minh. Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, ủy ban nhân dân các phường tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm tra và xử lý các điểm rác vô chủ, các khu vực thường xuyên xả rác thải gây ô nhiễm môi trường và mỹ quan đô thị. Theo dõi việc triển khai thực hiện quy trình thu gom chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố, chủ động tuyên truyền về các hoạt động bảo vệ môi trường trong trường học, cộng đồng dân cư. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các phường được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị, các tuyến phố đã được công nhận tuyến phố văn minh đô thị, gắn trách nhiệm xây dựng phường đạt chuẩn văn minh, tuyến phố văn minh đô thị với từng đơn vị, chính quyền địa phương và người đứng đầu. Những năm qua, các cấp bộ đoàn thành phố đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng về công tác thanh niên và thông qua các phong trào, các cuộc vận động đoàn, hội các cấp để phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Trong năm 2022, toàn đoàn đã giới thiệu 150 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và kết nạp được 56 đảng viên. Nổi bật là thực hiện mô hình đảng viên tuổi 18, Ban Thường vụ Thành đoàn Đông Hà phối hợp với cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu, Ban Chấp hành đoàn khối trường Trung học phổ thông về việc giới thiệu các đoàn viên ưu tú xem xét kết nạp đảng. Trong năm 2022, đã giới thiệu cho Đảng 5 đoàn viên, trong đó có 2 đoàn viên vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là đồng chí Văn Thái Ngọc Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn và đồng chí Nguyễn Đan Khân, Phó Bí thư Chi đoàn 12A1 trường phổ thông Trung học Đông Hà được kết nạp Đảng vừa tròn 18 tuổi. Cùng với tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, phường 1 xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính. Theo đó, Ủy ban nhân dân phường đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61 ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, bố trí khu vực cung cấp thông tin thủ tục hành chính, khu vực tiếp nhận và trả kết quả, ghế ngồi chờ cho người dân đến giao dịch các thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân phường. Đồng thời, Ủy ban nhân dân phường 1 cũng đã đầu tư lắp đặt hệ thống camera theo dõi toàn bộ khu vực làm việc của bộ phận một cửa để đảm bảo công khai, minh bạch và chuyên nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ của công chức tại bộ phận một cửa. Kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính từ đầu năm 2021 đến tháng 8 năm 2022 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân phường 1 đã tiếp nhận và trả kết quả cho hơn 7.100 trường hợp đúng hẹn. Năm 2022, các cấp hội phụ nữ thành phố đã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp mở 9 lớp chế biến món ăn, cắm hoa nghệ thuật và pha chế đồ uống. Đồng thời vận động chị em hội viên phụ nữ học các lớp may công nghiệp, xoa bóng huyệt, học nghề uốn tóc, spa, nail, chăn nuôi, trồng trọt với trên 500 chị tham gia. Sau đào tạo có trên 400 chị có việc làm và thu nhập ổn định, đạt trên 82%. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tổ chức 2 lớp tập huấn kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng và văn minh thương mại cho hơn 220 chị chủ doanh nghiệp,
hộ kinh doanh trên địa bàn 9 phường. Được biết năm 2022, cả cấp hội phụ nữ thành phố nhận đỡ đầu 126 trên 126 hộ nghèo cho phụ nữ làm chủ hộ, đạt 100%. Kết quả có 35 chị nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm đầu tiên thành phố Đông Hà thực hiện tự chủ ngân sách. Để thực hiện mục tiêu này, Chi cục thuế khu vực Đông Hà Cam Lộ đã có nhiều giải pháp để tăng thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán kế hoạch được giao. Là địa bàn tập trung số lượng lớn doanh nghiệp cũng như các hộ kinh doanh, vì vậy Chi cục thuế luôn chú trọng và thực hiện tốt việc hỗ trợ, đồng hành để người nộp thuế có thêm điều kiện thuận lợi vượt qua khó khăn. Tất cả các chính sách của chính phủ hỗ trợ người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đều được cơ quan đơn vị triển khai kịp thời. Chính sự quan tâm, tạo điều kiện của ngành thuế đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư dây chuyền, máy móc để tăng sản lượng, tạo việc làm và tăng ngân sách cho nhà nước. Ông Lê Bá Đình, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Orchid Phú Quý cùng công nghiệp Đông Lễ chia sẻ. Những năm qua, thì Chi cục thuế cũng như cục thuế của tỉnh rất hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì doanh nghiệp là phấn đấu để là coi như là nộp thuế vào ngân sách nhà nước là ngày một nhiều hơn. Đối với một doanh nghiệp nhỏ lẻ như mình á, thì mình phấn đấu á là cứ một năm phấn đấu khoảng 3-40% tăng trưởng về con người lao động cũng như là tăng trưởng về doanh số và tăng trưởng về nộp ngân sách nhà nước từ 30-40% so với năm trước. Năm 2022, riêng tại thành phố Đông Hà, Hội đồng Nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu thu 539 tỷ đồng, Hội đồng Nhân dân thành phố giao chỉ tiêu 684 tỷ đồng. Tính đến 23 tháng 11, đã thu được 610 tỷ đồng, đạt 113% kế hoạch tỉnh giao và 89,3% kế hoạch của thành phố. Tuy khoản thu thuế tiền sử dụng đất chưa đạt kết quả so với dự toán giao do thị trường bất động sản đóng băng, tuy nhiên từ nay đến cuối năm, ngành thuế Đông Hà phấn đấu hoàn thành vượt dự toán thu ngân sách nhà nước. Ông Nguyễn Chân Thiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Đông Hà Cam Lộ cho biết. Trên tinh thần là phát động cái phong trào thi đua nước rút của hai tháng cuối năm, thu những cái các nguồn còn nợ đồng thuế, gia giảm nợ thuế. Đồng thời thì quyết liệt trong biện pháp là tăng cường công tác kiểm tra cũng như là về vấn đề ra soát vấn đề các công trình xây dựng vãng lai để bù lại những cái khoản hụt thu do cái điều tiết đến ngân sách của tỉnh để đảm bảo được cho vấn đề thu chi của ngân sách thành phố trong năm 2022. Từ nay đến cuối năm, Chi cục thuế khu vực Đông Hà Cam Lộ phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu, phấn đấu hoàn thành các khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp chây ý, chậm nộp tiền thuế, chậm thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1, 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Xuân sang Tết đến, lộc phát ngập tràn, kính chúc muôn nơi ấm êm viên mãn. Muôn vàng tài lộc cùng Tết Honda, triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn. Cảm ơn Việt Nam, Honda tri ân khách hàng. Từ nay đến 21 tháng 1, 2023, mua xe Honda để có cơ hội trúng 99 giải đặc biệt SH350i, 999 giải nhất Vision. Tặng ngay điện thoại Samsung Galaxy A04s khi mua Winner X. Thẻ điện thoại 600.000 đồng khi mua Way Alpha Black Vision, trả góp lãi suất thấp chỉ từ 0,79% một tháng. Triệu lời cảm ơn, quà khủng Tết lớn, hãy đến hết ngay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự của thành phố Đông Hà. Chỉ đạo sản xuất Hoàng Thanh Sử, chịu trách nhiệm nội dung và tổ chức sản xuất Nguyễn Hải Phi, biên tập Huyền Nhung, cùng sự tham gia của phát thanh viên Ấn Tuyệt, Việt Liên, kỹ thuật viên Quang Thành. Xin kính chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.